Hello anh chị em, hôm nay tôi có chút thời gian, tôi sẽ tranh thủ làm cho anh em một vài clip nữa ha. Đó là tôi sẽ nói thêm cái công cụ mà trong các anh chị em thấy đó, nó sẽ có một vài cái chức năng mà các anh chị em không xài được. Vậy thì những chức năng đó nó như thế nào? Thì hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho anh em xem một vài chức năng. Trong lúc đó tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị em một cái kèo mà có thể chơi có vẻ ngon. Đó chính là kèo dầu ha. XT là bên IC nó ký hiệu ha, XTUSD hoặc là chỉ XT thôi. Còn các sàn khác nó có thể ký hiệu là các sàn khác có thể ký hiệu là WT. Nó có thể có USD phía sau hoặc là không, nhưng tất cả đều là tính theo USD. Các anh chị xem thấy không? Hoặc là có nhiều sàn thì ký hiệu là OI. 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 Thì cũng là nó. Nha các anh chị em, nó không phải là dầu Brent nha, dầu Brent là khác nữa, giá nó sẽ khác. Thì các chị em để ý những cái mã này thôi là giống nhau. Vậy thì bây giờ có quan trọng tôi nói ở đây, cái hay ở đây chính là cái margin của một lót dầu nó chỉ có 4.79 đô. Margin thật là tuyệt vời. Thì khi margin của nó như thế này nè, thì cho chúng ta một cách chơi, những đặc biệt là chị em anh chị em mà chơi full margin á là rất tốt. Ví dụ nha, để tôi xóa hết các lệnh của tôi đi. Trong thời gian đó tôi sẽ hướng dẫn các chị em một vài chức năng trong đây ha, vài chức năng trong đây, và tôi sẽ để cho các chị em xài ít nhất là 1 tháng ha. Các công cụ này rất tuyệt vời, còn demo các chị em xài trong demo hoặc là xài trong beta test là vô tư, xài full ha, đó rất là tuyệt vời nha. Vậy thì bây giờ hôm nay cái chúng ta vào đầu tiên, những công cụ này thì các chị em quen thuộc rồi ha. Vậy thì ở đây nó có, tôi để cái clone nó xuống dưới đây ha, clone xuống dưới đây cho các em đừng bấm lộn. Vậy thì ở đây nó thay bằng một công cụ là Avera. Avera này đợt trước tôi để ở dưới đây, giờ tôi đẩy lên đây cho nó quen, tại vì tôi thích xài ở trên này cho nó quen thôi. Đó, công cụ chuẩn của tôi để ở trên đây cho nên bây giờ tôi làm theo công cụ của tôi luôn. Đó, thì cái Avera này thật ra là cái gì? Nó chính là cái giá trung bình của chúng ta mà thôi. Đó, bây giờ tôi ví dụ ha, tôi ví dụ này là trên trên xe thì tôi cứ bấm xe bình thường, tôi cứ bấm xe. Các anh chị muốn TV thì các anh chị để ở đây thôi. Đó, rồi xe và để thôi. Nó chỉ cho chúng ta rất ít và cái stress của nó chỉ có 6 voi mà thôi. Đó, tuy nhiên nó cho chúng ta chơi khối lượng là từ 0.5 nha, nó cho chúng ta khối lượng là 0.5 là thấp nhất. Đó, cái nó là thấp nhất chứ nó không cho chơi thấp hơn 0.5. Cái bước nhảy của nó cũng là 0.5 này hoặc là 1 này hoặc là 1.5 này, nó không cho chúng ta giảm hơn nha các anh chị em, nó không cho chúng ta lẻ nữa. Đó, thì tùy sàn, nhưng mà sàn AC thì nó như vậy đó. Đó, rồi vậy thế là sell. Vậy thì bây giờ đặt ra một tình huống là khi tôi sell nó sai, khi tôi sell nó sai thì ví dụ lên đây tôi sell tiếp hoặc là bây giờ tôi sell luôn để cho chúng ta một cái giá sell ở đây nữa các anh chị em. Đó, vậy thì khi mà chúng ta sell ở đây thì chúng ta muốn là TP của nó cùng một chỗ thôi, không có để hai lần TP như vậy, thì làm sao chúng ta bình quân giá, cái này gọi là kỹ thuật bình quân giá ha. Vậy thì bình quân giá ở đây tôi chỉ cần bấm một nút này thôi, nó sẽ cho chúng ta là hàng đó gom lại một chỗ, nó lên cho chúng ta gom về một chỗ TP. Đó, thì khi nó gom về một chỗ TP này, thật ra nó có nhiều chức năng để gom. Ở đây tôi sẽ nói anh chị này, các anh chị muốn là bình quân giá huề vốn thôi, vừa đủ huề vốn là cắt được rồi, chức lệnh này mình đã sai rồi, bây giờ mình muốn chuộc lỗi là chỉ cần hòa vốn thôi. Thì nếu các anh chị muốn hòa vốn thôi thì các anh chị hãy để cho tôi ở đây là số 0 ha, các anh chị đây là số 0 số 0 tức là nó không có giữ cái lời. Còn nếu các anh chị để số 1 tức là nó sẽ giữ lại nguyên cái lời luôn, nguyên cái lời TP này luôn, giữ lại nguyên và nó trung bình giá rồi nó cộng thêm cái lời này nữa. Tôi ví dụ chính là số 0 ha, thì tôi bấm nó sẽ cho chúng ta về đây, về khoảng giữa, nó gọi là trung bình giá đó các anh chị em. Tôi phóng to cho anh nhìn thấy nha. Đó, nó về khoảng giữa đây. Các anh nhìn thấy không? Hồi nãy tôi tắt cho nên nó lỗi đấy. Chứ thằng bạn có lỗi bằng xa. Rồi, vậy thì các anh chị em thấy đó là rất lợi hại phải không? Đỡ phải tính ta. Tuy nhiên các anh chị em muốn là để giữ một chút lời thì giữ bao nhiêu khoản lời này, giữ bao nhiêu cái khoản TP này thì các anh chị em có thể chỉnh ở đây. Ví dụ như tôi muốn giữ là 0.5 cái TP này thôi, 0.5 mà hai lệnh lót cũng qua gần như là coi như là một rồi anh chị em. Đó, rồi sau khi để 0.5 thì tôi bấm Avera.
nó sẽ cho chúng ta ở dưới đây. À, các anh nhìn thấy không? À, thì cái giá trung bình của nó đây, tôi để đây, cái giá trung bình của nó sẽ là 23.85 và cái giá TP của nó sẽ là 23.60. À, để cho anh chị em thấy luôn cho dễ, nó đúng như là 23.60 này các anh chị em. À, thì các anh chị em lấy cái giá này trừ cho cái giá này ha. À, thì lấy cái giá này mà trừ cho giá này là cho chúng ta được là 25 giá, đúng không? Đó, chúng ta lời được 25 giá, nhưng chúng ta chơi hai lần sale thì có phải là chúng ta lời được 50 không? Tại vì nó để đây là 0.5 nha anh chị em. Nếu anh chị em mà để 1 thì nó trở thành là lời hai cái đều là 1 luôn, là ngon lành cành đào luôn. Đấy, cho nên là tùy các anh chị em. Đó, khi có công cụ này rất tuyệt vời, các anh chị em muốn là chỉnh bình quân giá dương đúng ban đầu là chúng ta để số 1. À, để số 1 mà chúng ta lại nhiều lần nữa thì thôi, chứ chúng ta biết bao nhiêu lời mà nói. À, đúng không các anh chị? Đó, rất tuyệt vời nha. À, vậy thì tóm lại công cụ bình quân giá này chúng ta sẽ sử dụng là bình quân giá và cái tăng lót này. À, chúng ta sử dụng luôn cái tăng lót này. À, và sử dụng luôn cái TP này. À, tôi muốn làm riêng ra, nhưng mà làm riêng ra thì đậm ra nó càng rối mắt mà thôi. Cho nên tôi muốn làm riêng, tôi là sử dụng chung luôn ha, vừa sử dụng TP tại vì tôi quen xài rồi. À, rồi TP đây, và đây là lót rồi. Đó, đó là những cái chúng ta làm. À, rồi anh chị em nào, nhắc lại là các chị em nào muốn hòa vốn thôi, tại vì mình đang sửa sai mà các chị em. À, và sửa sai thì mình để đây là số 0. Số 0 có nghĩa là chỉ còn hòa vốn là nó cắt sạch. À, bấm lại lần nữa. Đây là nó về đây. Có nghĩa là nó chỉ giật trong đây là nó về đây hòa vốn. Rồi giả sử bây giờ chúng ta sell tiếp đi, sell 0.5 ha. Sell tiếp, bây giờ tiếp tục sell, vẫn còn trên sell mà. À, sell tiếp thì nó sell ở đây. Và bây giờ chúng ta bấm lại lần nữa để cho nó hòa vốn. À, thì nó về ở đây, anh chị thấy không? À, tức là nếu mà nó quay ngược lại đây thì nó cắt hết ba lệnh này luôn và hòa vốn. À, tuyệt vời không anh chị? À, tiếp tục chúng ta muốn là sell tiếp, đúng không? Sell tiếp. À, này đang sell là ngon đó. Rồi, để xem xíu này rồi. À, rất tiện lợi cho các anh chị em scalping ha. Công cụ này tôi sẽ để cho các anh chị chơi trong vòng 1 tháng, còn demo thì các anh chị em chơi tại gia ha. À, trong demo và trong backtest các anh chị em sử dụng cái này để test chiến thuật cực kỳ lợi hại. À, tôi vẫn thường xuyên sử dụng nó để test chiến thuật của tôi. À, vậy thì các anh chị em cứ thực hành nó bằng demo, thì đây là một cái công cụ rất là hay cho các anh chị kiểm tra xem chiến thuật mình right or wrong, tức là đúng hay sai đấy. Nếu mà sai thì cứ chơi, ui ôi chơi là vỡ mồm ngay. Đấy, làm ơn đừng có nghe mấy ông nội sàn, mấy ông nội IB, anh chơi đi, anh tỷ phú nhanh thôi. Ừ, tỷ, đúng rồi, tỷ phú nợ. Cho nên các anh chị em hãy bắt test cho kỹ phương pháp của mình nha. Đừng thấy ông nội này, ông nội kia chỉ mình là phương pháp này thần thánh lắm, Bollinger Band này hay lắm, sóng Elliott này hay lắm, đỉnh đáy này hay lắm, là các anh chị em múc vào. Ừ, nó có đúng nha chị em, tôi không có phản bác hết, có đúng. Tuy nhiên có đúng thì hiển nhiên có sai. Mà đôi lúc chúng ta quan trọng là đúng được bao nhiêu phần trăm và sai được bao nhiêu phần trăm. Rồi còn thậm chí là có thể đúng nhiều hơn phần trăm. Nhưng mà cái vấn đề là chúng ta lúc đúng nhiều chúng ta lại vào lót ít, mà lúc sai ít thì chúng ta lại vào lót nhiều, đâm ra cuối cùng chúng ta vẫn lỗ. À, trong cuộc chơi này rất nguy hiểm. Chính vì vậy cho nên các anh chị em hãy bắt test đi, phương pháp ai cũng vậy, bắt test đi. Cho nên các chị em hãy cố gắng làm sao mà chiến đấu cho nó dữ dằn vô. À, bắt test cho dữ dằn vô, cho nhiều vô thì chúng ta mới chiến đấu với thị trường được. À, nó không xuống đây không, nó xuống đây một phát là chúng ta chốt hết lệnh rồi. À, giả sử chúng ta muốn giữ lại một ít lời thì chúng ta để đây 0.1 đi các chị em ha. À, để lại bấm lại. À, đây bấm 2-3 lần á là nó xuống đây, tại vì bấm một lần nó là một lệnh hai lệnh thôi, bấm 2-3 lần luôn, bấm liên tục là nó về đúng một cái luôn. À, các chị em thấy này. À, nó về đúng một giá TP cho chúng ta. À, tuyệt vời không. À, bây giờ giả sử nó sai tiếp thì chúng ta lại xe tiếp và chúng ta bấm tiếp. À, đấy, nó về cho chúng ta một giá TP đây. Đây, 3-4 lệnh đều về một giá TP, các anh chị thấy anh thấy không? Để tự gõ từng cái mà đâu quá mệt không. À, muốn lời bao nhiêu thì lời, còn không muốn lời thì cho nó về hòa vốn. À, vậy thôi. À, chúng ta đợi thôi. Đấy, à, muốn sell tiếp thì cứ sell. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là cứ bấm và nó sẽ cho chúng ta một cái điểm trung bình. À, cứ bấm thoải mái vô là nó cho chúng ta một điểm trung bình. À, chúng ta thử xem nhé. À, nó về hết này, thấy chưa? Đấy, giả sử chúng ta sell tiếp vài cái này đi. À, chúng ta có rảnh đâu mà chúng ta ngồi bấm cái này đúng không? Đấy, chúng ta ngồi mà nhập cái này thì biết bao giờ.
À, tiếp tục xeo tiếp đi. Xeo tiếp rồi bấm tiếp. Tất cả nó cho chúng ta về một cái hết. Đấy, nó thay đổi hết tất cả các giá luôn. Càng vậy thế à? Rất tuyệt vời. Rồi, đấy, anh chị thấy không? Để xóa đấy nha. Các anh chị thấy tuyệt vời không? Rồi, nãy mình đóng cái gập gập này quê ghê ta. Thẳng xuống này, lên, thua vỡ mồm này. Ok, do nãy tôi đóng này. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta vừa beo, vừa bay, vừa sell luôn thì sao? Ha, nó sẽ bình quân giá như thế nào? Thì chúng ta thử xem ha. Thì giả sử như thế nào, nó sẽ bình quân ra sao? Các anh chị em thực hành nó như thế nào đây? Vậy thì bây giờ chúng ta làm thử ha. Giả sử chúng ta đang là bài, bài 0.5, nó TB, nó có TB, TB 50, 50 bo trên đây. Rồi giả sử chúng ta xem, đó vừa xem vừa bài, nó cho chúng ta hai cái, đó. Rồi tiếp tục, chúng ta xem tiếp, ví dụ vậy, xem tiếp, vậy là hai xe, hai xe một bài. Giả sử chúng ta bay tiếp lần nữa nha. Đó là hai bay, hai sell có lần nữa. Rồi, tổng cộng chúng ta có 3 lần sell và 2 lần bay. Đó, vậy đi. Vậy thì chúng ta sẽ bấm nhiều hơn thoải mái. Thế bây giờ chúng ta thấy có nhiều TB không? Nhiều TB và nhiều TB cho bay. Vậy thì bây giờ chúng ta làm cách nào để bình quân? Ví dụ chúng ta muốn bình quân là bình quân theo 0.5 thôi. Tức là về đến đây là mình chốt được rồi, chẳng hạn vậy. Bình quân cho 3 thằng luôn, chốt là chốt hết. Chẳng hạn vậy. Thì bây giờ chúng ta bấm, đúng không? Nó đưa chúng ta về tất cả một điểm bình quân. Các anh chị em thấy không? Đấy, tất cả đưa về đúng một điểm bình quân. Đây, để bình quân của buy riêng, bình quân của sell riêng nha. Nhưng bấm một lúc, thì chúng ta bấm thôi thì nó tự hiểu, nó tự làm cho chúng ta bình quân buy và bình quân sell. Đấy, các anh chị em thấy không? Đây là sell này. Tắt ra cho chúng ta thấy. Sell, bình quân chúng ta, giá bình quân là 23.77, là chúng ta có lời đấy anh chị em. Lời 0, để coi, ở đây là 1.5. 1.5 mà 50 lên là mỗi cái chúng ta lời khá khá đó. Đó. Đây, và 3 chúng ta cũng bình quân ở đây. Đó, các anh chị em thấy không? Đó, nó luôn luôn về một điểm bình quân. Đó, rất tuyệt vời, các anh chị em. Đó, chúng ta muốn bình quân bao nhiêu hoặc là muốn tỷ lệ bao nhiêu, chúng ta cứ chỉnh cái TB và cái ML này. Đấy, thì cứ thế thôi. Tôi thích ML đấy. Cứ ML bao nhiêu đây, ML càng nhiều thì mình càng lời, thì nó khó chạm thôi. Nếu anh em nào biết trend thì cứ ML cho nhiều vào. Rồi, ok. Thì đó chính là cái bình quân giá. Tuyệt vời đó anh chị em. Vừa muốn bình quân hòa vốn để mình thoát ra đỡ đầu thì mình cứ để số 0. Thì đã sai rồi. Số 0 là khi anh em quyết tâm sửa sai, nếu mà chấp nhận sai thì mình để số 0 thôi. Để nó vừa hòa vốn là mình thoát ra. Ví dụ chúng ta để số 0 thử xem. Hai thằng đó nó sẽ đi về đâu. Và ba xe đi về gần đây. Tức là khả năng chúng ta hòa vốn rất là cao. Thì khi mà về số 0 rồi thì nó hòa vốn thôi. Tại vì căn bản là khi chúng ta sell sai trend thì chúng ta sell mà chúng ta sai thì chúng ta mới bắt đầu bình quân. Chúng ta có một cái đó, nó chốt luôn rồi thấy không? Các anh chị em thấy không? Nó hòa vốn. Rồi, nó hòa vốn. Hòa vốn của lệnh buy. Đấy, chúng ta thử xem. Đấy, âm 0.5 và dương 0.5, các anh chị em thấy không? Và hòa vốn. Đấy, hòa vốn. Đó, vừa 2 lệnh buy vừa chúng ta vừa mới chốt đó. Nó vừa mới chốt, hòa vốn. Rồi. Đấy, còn lệnh sell. Lệnh sell sắp chốt rồi đấy. Chốt luôn nè. Sắp chốt, không chốt luôn. Lì thế. Chút nữa là chốt. Nó nằm ngay cái đường màu xanh này của chúng ta. Đấy, nó chốt cái là mình cũng hòa vốn sell luôn. Và mình thoát ra đỡ nhức đầu. Thế là đi chơi được rồi. Đỡ đầu tiên. Đỡ hối hợp. Thì đó là bình quân hòa vốn. Bình quân muốn lời bao nhiêu, lời 0.1 hoặc là lời một lần thì chúng ta cứ bỏ số vào nha. Nhắc lại. Ok. Thì đó là thêm một công cụ trong cái chức năng tuyệt vời này. Đấy, tôi gửi đến cho các anh chị em. Rồi, tại vì hôm nay có hai điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em. Thứ nhất đó là có một kèo chơi con dầu, với tỷ lệ margin khá thấp, chúng ta chơi một lot mà chỉ tốn rất nhiều, rất ít margin. Ví dụ tôi chơi một lot cho các anh chị em xem ha. Đó, và tôi xóa đi. Trong một clip tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các chị em ở khu vực này.
tức là đóng buy, đóng sell, đóng profit như thế nào. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Nhưng mà tôi chỉ để dành cho em ba như thế này thôi, chứ để thêm này nữa rối ha. Rồi, vậy thì nhắc lại, đó là giả sử tôi vào, tôi sell một lot. Tôi sell một lot thì margin của chúng ta chỉ có 4,81 thôi. Tôi có buy mấy đô mà tôi sell một lot dầu luôn. Màu chết, màu đi màu lắm. Đó, các anh chị theo. Có nghĩa là chúng ta, các anh chị em mà muốn SL tài khoản, đây là một cách chơi quản lý vốn cũng khá độc chiêu nha các anh chị em. Đó, có nghĩa là các anh chị em chơi full margin với sàn luôn. À, có nghĩa là anh chị em mà chơi tạch ra chấp nhận lời ăn rất nhiều, còn lỗ thì coi như là lỗ chính cái tài khoản mà mình nạp vào. Có nghĩa là các anh chị em phải cố gắng làm sao có nhiều tài khoản để anh chị em nạp vào, để các anh chị em chơi cho nó an toàn, an tâm. Có cháy thì cháy cái tài khoản 100 đô hoặc là 50 đô đó thôi. Đó là một cách chơi cũng khá là hay mà đỡ nhức đầu. Có nghĩa là ví dụ bình thường mình cứ nạp 50 đô vô. 50 đô là mình mua được cả 10 lót dầu rồi. Đó, nhưng mà đừng có chơi vậy nha các anh chị em. 10 lót dầu đã đi xuống một cái là mình đi đời luôn á. Nhanh lắm á. Cho nên là mình chơi một lót thôi là mình cũng đủ rồi. Đó, nó lỗ nhanh không? Nó lỗ rất là nhanh. Tôi sell á. Nó lỗ rất là nhanh. Bởi vì một boy của nó tính là 1 đô rồi đó. Nó tính theo đô đó các anh chị em. Cho nên là mới vô phát là mình mất 6 đô liền. Tuy nhiên là margin rất là tốt. Margin tốt. Thì đó là cái mà các anh chị em nên chơi nha. Đây là một kèo khá hay. Mà đặc biệt là cái thằng vàng đen này, nó tôi suy đoán nó khó mà nó xuống sâu lắm. Nó xuống đến 20 là tôi thấy nó cũng quá sâu rồi. Thấy không? Rất nhiều năm trời nó ở vị trí năm mấy, bốn mấy rồi sáu, thậm chí nó có lần lên sáu mấy rồi các anh chị em. Mới đầu năm này nó lên đến cuối năm ngoái là sáu mấy rồi các anh chị em. Đầu năm này vẫn còn là năm mấy sáu mấy đó, mà vừa giảm xuống cách không phanh luôn. Thì nó giảm tới đây rồi thì các chị em dầu bỏ là trữ lượng nó xuống nó bị giữ. Thì theo tôi phân tích kể cả kỹ thuật và kể cả về tin tức thì khả năng dầu không thể xuống sâu hơn con số 20. Thì cứ trong vùng này là chúng ta cứ bay lên mà thôi. Rồi, đó là một kèo mà tôi chia sẻ cho anh em. Một cái kèo thứ hai đó là cái công cụ này. Các anh chị em có thể trung bình giá lời bao nhiêu đó hoặc là trung bình huề vốn bao nhiêu đó. Đó, dựa vào cái TP mà các anh chị em chấp nhận. Rồi, ok, đó là hai cái điều mà tôi chia sẻ trong clip này. Chúc các anh chị em giao dịch thành công và luôn luôn kiếm được tiền. Rồi, cảm ơn anh chị em đã theo dõi. Hãy like, subscribe và share cho thật nhiều người biết. Tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn. Đó, khi có rảnh, thời gian rảnh là tôi làm, rảnh là tôi làm. Tôi không có để thời gian mình chết đâu. Đó, rồi, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Bye bye các anh chị em. Chúc các anh chị em ngày làm việc hiệu quả.